Những lưu ý khi nhập hàng Trung Quốc, các mặt hàng dễ vỡ mà bạn nên biết. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc vô cùng đa dạng và phong phú, song quá trình vận chuyển hàng theo đường bộ sẽ không tránh khỏi được việc va đập hàng hóa, đặc biệt là hàng dễ vỡ. Hoa Nam sẽ liệt kê một số lưu ý quan trọng giúp khách hàng hạn chế tối đa rủi ro khi nhập hàng dễ vỡ từ Trung Quốc về Việt Nam. Hàng dễ vỡ là các mặt hàng dễ dàng bị vỡ hỏng trong quá trình vận chuyển. Dù là mặt hàng có kích thước nhỏ bé hay cồng kềnh, các loại hàng dễ vỡ đều có nguy cơ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển nếu không có các biện pháp hỗ trợ khi đóng gói cũng như quy trình vận chuyển chuyên nghiệp dành riêng cho những loại mặt hàng này. Dưới đây là danh mục một số mặt hàng dễ vỡ trong quá trình vận chuyển cần lưu ý. Đồ điện tử, bao gồm các loại thiết bị điện tử thường gặp như laptop, điện thoại, iPad, loa, dàn âm thanh. Thiết bị gia dụng, các loại thiết bị gia dụng nhà bếp từ lò nướng, nồi chiên không dầu, máy ép, máy xay, máy pha cà phê. Linh kiện điện tử, đồ gốm sứ, thủy tinh, kính, ấm chén, bình cắm hoa, đồ đề co trang trí. Thiết bị chiếu sáng bao gồm các loại đèn thủy tinh. Các mặt hàng giá trị cao, dễ vỡ như đồ điện tử, gốm sứ, thủy tinh luôn là hàng khó vận chuyển vì tính chất dễ hư hỏng và dễ va đập, vì vậy chúng cần phải được đóng gói một cách cẩn thận để tránh những ảnh hưởng không mong muốn. Để giúp khách hàng có thể hạn chế tối đa tình trạng vỡ hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển dài ngày từ kho Trung Quốc về Việt Nam, khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng thêm các loại dịch vụ đóng gói cao cấp hơn như đóng gỗ, bọc chống sốc. Vật liệu đóng gói ở ngoài cần phải chắc chắn như thùng gỗ, thùng carton tùy theo nhu cầu của khách hàng. Vật liệu bảo vệ bên trong cần có tính đàn hồi để tránh va chạm khi vận chuyển, xốp, mút, giấy bọt khí. Đảm bảo không có khoảng trống trong thùng đựng. Dùng băng dính hoặc dây để dán, buộc, cố định kiện hàng chắc chắn. Quá trình vận chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho chung và từ kho chung về Việt Nam chính là thời điểm các mặt hàng có thể bị va chạm và xảy ra hiện tượng vỡ hỏng, gây mất giá trị sản phẩm gần như không còn sử dụng được nữa. Vậy nên bạn hãy lưu ý những điều sau. Yêu cầu shop đóng gỗ, bọc hàng ngay từ khi xuất xưởng. Việc đóng gói ngay tại nơi bán sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro hơn rất nhiều so với việc giao hàng về tới kho chung của đơn vị vận chuyển mới đóng gỗ, bọc hàng. Đồng thời, khi đóng gói tại chính nơi bán, sau nếu hàng hóa có vấn đề gì về đóng hàng sẽ thuận tiện hơn trong quá trình khiếu nại hoàn tiền hoặc đền bù. Yêu cầu quay video hàng dễ vỡ trước khi gửi và quay video để xác nhận hàng. Ghi rõ hàng dễ vỡ hoặc sử dụng biểu tượng hàng dễ vỡ. Hy vọng những điều trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình nhập hàng Trung Quốc. Hiện nay, Hoa Nam Logistics đã và đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam bao gồm cả các mặt hàng dễ vỡ, khó đi nhất, đảm bảo an toàn và đền bù 100% nếu hỏng hóc, thất lạc hàng hóa. Hãy liên hệ Hoa Nam để được hỗ trợ nhé!